đừng quên một băng băng còn em như là chan chan. I know what you want, one baby get my gun. Lên để ai bay sang xin mít, ai đừng muốn đến thả tim. I lên để ai bay sang xin mít, bước vào thăm cả team. I lên để ai bay sang xin mít, tôi đừng đừng như là mít. I lên để ai bay mít cho em, có lại xin cho anh nhá. Gọi anh là chủ nhật chỉ có mông thôi. Em cái son làm gì đằng nào cũng phải chơi. Chơi check anh là Nike, just do it baby. Anh và em là một đôi check. Làm anh hơi chuẩn, em ăn tequila baby làm em hoàn đại. Với số tiền 52 triệu đồng và với cái yêu cầu là phải được sở hữu một trong những cặp loa full cao cấp nhất thời điểm hiện tại của BMB, dòng loa full bass 25 BMB CSS 1210SE. Vậy thì 52 triệu đồng đó chúng ta sẽ lên cho mình được một cấu hình như thế nào mà để sở hữu cặp loa đó ngon nhất ở thời điểm hiện tại và có thể nói là full bốc nhất? Thì quý bạn có thể nghĩ ngay tới một bộ combo karaoke gia đình cao cấp mà Bảo Châu Lex đang lên cho quý bạn. Đó chính là bộ karaoke gia đình cao cấp BMB 06. Trong bộ dàn này thì quý bạn đã sở hữu ngay cho mình với cặp loa BMB CSS 1210SE, dòng loa full cao cấp Bass 25 của BMB ở thời điểm hiện tại. Và điều đặc biệt là trong bộ dàn này chúng ta sẽ sử dụng một cấu hình full box và rất nhiều phần quà ưu đãi hấp dẫn ở trong bộ dàn karaoke này. Bộ dàn BMB 06 sẽ sở hữu những thiết bị như thế nào thì các bạn sẽ cùng với Đức Anh theo dõi và trải nghiệm chi tiết trong video ngày hôm nay để có xứng với cái mức số tiền của nó bỏ ra khoảng tầm 52 triệu đồng hay không nhé. Bên cạnh Đức Anh thì chính là cấu hình tổng thể của bộ dàn BMB 06 ngày hôm nay. Đây là một bộ dàn mà tôi có thể coi là với cái cấu hình lên đẳng cấp nhất ở thời điểm hiện tại trong con số 52 triệu đồng trở lại. Và nó được tích hợp đầy đủ, tất tần tận từ những cái nhỏ nhất như tủ thiết bị, có cả chân loa, có cả pin sạc, rất rất nhiều phần quà đi kèm theo. Và với bộ dàn karaoke gia đình BMB 06 ngày hôm nay, chúng ta đã sở hữu ngay một cặp loa BMB CSS 1210SE. Đây là dòng full bass 25 đang hot nhất tại thị trường của thương hiệu BMB. Mẫu loa này thì hot bởi vì độ chất của nó cũng như về mức giá tại thời điểm hiện tại thì mức giá tại Bảo Châu Lex cặp này chỉ có giá là 22.990.000 đồng, một mức giá siêu hot cho các bạn sở hữu một trong những cặp loa full hay nhất của BMB. Mẫu BMB CSS 1210SE sở hữu cho mình một củ loa bass 25 cm với cuộn âm là 6,6 cm và một loa chép họng kèn 2,5 cm cuộn âm là 3,4 cm. Và điều đặc biệt là dòng loa này đưa ra cái mức công suất RMS là khoảng tầm 250W, đạt đỉnh lên tới 1000W. Mẫu loa này thì có cái cường độ decibel là đạt RMS thì với cái cường độ decibel trung bình đạt 97 decibel và đạt đỉnh của nó lên tới 128 decibel. Mẫu loa Bass 25 này thì hoàn toàn có thể chinh phục trong không gian gia đình từ 20 cho đến 30 mét vuông với phần lỗ thông hơi phía sau, và với đẳng cấp của BMB cặp loa này sẽ tạo nên tiếng bass cực kỳ uy lực và đầy độ trầm ấm. Sử dụng trong bộ dàn ngày hôm nay phối ghép với lại cặp loa 1210SE này, chúng tôi sử dụng một chiếc cục đẩy công suất đến từ thương hiệu của BIK, cũng là một trong những thương hiệu của Nhật. Phiên bản 2 kênh 600W của mỗi kênh. Đây là phiên bản model mới nhất 2021 BPA 6200. Các bạn có thể thấy được với 6200 nó lược bỏ toàn bộ các phím cơ và nó được thay thế bằng một cái mạch điện từ ở phía trên này. Hoàn toàn chúng ta sẽ điều khiển qua một cái màn hình hiển thị ở phía trên. Mức công suất của dòng đẩy này thì vẫn đưa ra giống như phiên bản khác 620A là 600W ở mỗi kênh. Phiên bản BPA 6200 này thì được tích hợp mạch Class H nguồn xuyến, thế nên tạo được cái độ uy lực của giải bass và đem lại cái chất lượng thanh rất là tốt cho một cặp loa BMB 1210 với mức công suất RMS mỗi kênh là khoảng 250W. Một chiếc vang số đời khá là cao của BK Sound và là phiên bản hay nhất của BK Sound tính đến thời điểm tại, đó là X6 Luxury. Một mẫu vang số dưới 5 triệu đồng nhưng mà được rất là nhiều người lựa chọn bởi vì cái độ hay cũng như độ xử lý âm thanh tuyệt vời của chiếc vang số BK Sound này. Nó có thể sử dụng với mục đích setup nhiều cấu hình khác nhau, có thể lên tới 9 cấu hình. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, xử lý và cắt hú rít lên tới 99%. Cấu hình hát karaoke thì quý bạn có thể tùy chọn theo cấu hình Eco, Reverb hay là phần Eco trộn Reverb để có thể trải nghiệm âm thanh với nhiều cái giọng hát và nhiều người khác nhau. Ở trong bộ dàn này thì chúng ta sẽ nói tới tiếp, đó là một trong những bộ mic đang rất là hay của BCE. Thiết kế tay mic thì rất là đẹp, màu gold. Nói đến màu gold của BCE thì chúng ta nghĩ ngay đến phiên bản BCE Acoustic UX 12 Gold. Đây là một trong những bộ mic khá là đẹp về mặt thiết kế, chất âm dày và tiếng sạch.
có đầy đủ các công nghệ hiện đại như là hỗ trợ cho quý các bạn có thể dò tần số sóng sạch này, dò tần số sóng tự động này. Ngoài ra thì chúng ta có hỗ trợ cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc. Và điều đặc biệt hơn là với dòng mic này thì chúng ta được sử dụng một trong những dòng mic có sử dụng cái sóng tần số là UHF, tần số sóng siêu cao, và đem lại cái chất âm rất là ấm, chân thực cho cái giọng hát của mình khi mà kết hợp trong bộ dàn ngày hôm nay. Ngoài ra thì để mà có thể chơi được cái bộ dàn này hay thì chúng ta luôn luôn cần một cái giải subwoofer. Và vì thế với bộ dàn này chúng ta đang được trải nghiệm với một hệ thống loa sub đẳng cấp và mạnh nhất của BK Sound. Với mẫu sub BK Sound 8 SVK815 thì là dòng sub điện bass 40 được tích hợp một mạch công suất Class D, đem lại cái hiệu suất cực cao ở trên mỗi chiếc loa sub điện. Và mẫu sub này thì có cái mức cường độ công suất lên tới 450W RMS và đạt đỉnh là 900W ở trở kháng 4 ohm các bạn nhé. Và nó có thể đưa ra cái cường độ âm thanh khoảng tầm 93 dB, khá là mạnh mẽ để các bạn có thể chơi cho mẫu sub này. Và với số tiền chúng ta bỏ ra ngày hôm nay thì không chỉ chúng ta được sở hữu ngay một cái bộ dàn cao cấp để ghép hoàn hảo nhất với cặp loa Bimby CSS1210, mà các bạn sẽ được sở hữu thêm nhiều cái tiện ích trong cái bộ dàn này. Ví dụ như các bạn có thể thấy ngay đây, ở đây tôi đang có một cái tủ thiết bị ABS 6UM. Và với cái tủ này thì các bạn hoàn toàn có thể đưa toàn bộ cái thiết bị vào trong cái tủ này, rất là tiện và gọn. Chúng ta sẽ không cần phải đặt những cái tủ những cái thiết bị này rời ra một cái kệ, mà chúng ta hoàn toàn bo gọn nó vào trong cái tủ này. Các bạn cũng có thể bê đi mọi nơi, rất là tiện. Vật liệu làm cái tủ này nó là dạng nhựa ABS, thế nên nó rất là bền và có độ chịu lực cực cao. Ngoài ra thì các bạn sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn trong cái chương trình sale của bộ karaoke gia đình Bimby 06 này, với một cái cặp chân loa gỗ trị giá là 1.300.000 đồng với cái chiều cao là khoảng tầm 70 cm, như các bạn có thể thấy ngay đây, để các bạn có thể đặt ngay cái cặp loa này lên hai bên với cái bộ chân loa này, rất là đẹp. Với bộ mic không dây thì sao? Thông thường thì chúng ta phải mua những cái bộ pin, đúng không ạ? Thì với bộ dàn ngày hôm nay chúng ta sẽ được tặng kèm theo một bộ pin sạc trị giá là 449.000 đồng. Bộ pin sạc 4 này giúp các bạn có thể hát thoải mái trong vòng 8 đến 10 tiếng đồng hồ không hết pin. Và quý bạn sẽ được tặng những cái hệ thống dây rắc như 10m dây loa, 2 rắc lưu trích, và chúng ta sẽ được tặng dây ca lông đấu lối này với một dây AV, một rắc cái để có thể cắm tín hiệu từ vang đưa xuống súp. Và với cái bộ dàn ngày hôm nay thì các bạn có biết con số cụ thể nó như nào không ạ? Chỉ dưới 52 triệu đồng và cụ thể là 51.570.000 đồng để các bạn có thể sở hữu tổng cái combo karaoke gia đình Bimby 06. Ngay bây giờ thì các bạn sẽ cùng với Đức Anh để trải nghiệm âm thanh của bộ dàn này, xem có hay và có đẳng cấp như những gì mà chúng ta đã phối ghép hay không nhé. Và trước khi vào phần test nhạc thì Đức Anh cũng hướng dẫn quý bạn có thể đấu lối cái bộ dàn này rất là nhanh chóng trong vòng 5 phút thôi nhé. Với những cái phụ kiện đi tặng kèm thì các bạn sẽ đấu lối này. Đầu tiên là chúng ta sẽ cấp đường tín hiệu từ vang số X6 Luxury xuống. Chúng ta lấy tín hiệu từ đường main nhé. Đó, chúng ta lấy tín hiệu đường main này. Đường main cấp vào đường input ở trên chiếc cục đẩy BK BPA 6200. Ngoài ra thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu từ mic xuống vang số bằng dây 6 ly. Rồi, lấy đường tín hiệu sub thì chúng ta sẽ cắm đường sub out qua cái rắc chuyển ca lông cái và sử dụng dây AV để đấu lối. Với đường sub cắm từ vang thì chúng ta chỉ cần cấp tín hiệu mono thôi nhé, có nghĩa là sử dụng một đường, một đỏ hoặc một trắng. Với dây loa mà khi các bạn được tặng kèm theo thì chúng ta sẽ đấu lưu trích vào dây loa và chúng ta sẽ đấu như thông thường thôi. Rồi, khi đấu lối xong thì chúng ta chỉ việc kết nối dây tín hiệu với hệ thống loa và sub thôi. Đó. Đường sub input thì chúng ta chỉ cần cắm một đường in vào đây. Chỉnh công suất lên và cấp nhạc vào thì các bạn sẽ sử dụng tùy từng đường nhạc nhé. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng đường quang cắm input vào đường optical ở trên con vang. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái đấu lối của bộ dàn này, và bây giờ chúng ta sẽ cắm điện và setup trải nghiệm bộ dàn ngày hôm nay. Yeah.
ai nên là ai bay sang xịn mịn bước vào thăm cả team ai 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 nên là ai bay sang xịn mịn từ đông đông như là min ai 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 nên là ai bay mịn cho em có lẽ xịn cho anh nhá gọi anh là chủ nhân chỉ có mông thôi em cái son làm gì đằng nào cũng phải chơi 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 check 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 anh là Nike just do it baby anh và em là một đôi check. Làm anh hơi chuẩn em là tequila baby làm em hóa đá em là Medusa không cần vào hội hôm nay ăn gì thích đồ ngọt anh là candy bar đến từ trap house anh cũng quẩy vina hát tóc bên này nhẹ em chạy hơn Lisa mà không phải đen cả là mới đã thấy ghen hoa sẽ thấy nhớ nó sẽ lâu là thấy quen anh khi để biến động level lên như giá nhà đất biết nói gì đây trong tay không tiền tiền là chỉ mà ai cũng ghiền có tiền cuộc sống như tiền không tiền như đau như điên vì tiền mắc nợ triền miên thuyền xưa bo bên quên câu đá vàng tình duyên thôi nay đã lỡ cung đàn ước mơ giấc mộng cao sang vì tiền rẽ lối giang ngang hẹn tôi đón anh viết trong thư chờ anh em nhé chuyến tàu cuối ngày tôi đến sân ga trời chiều lộng gió hôn nút đường tàu lất phất mưa bay ga vắng thưa chưa người nào đến chỉ một mình tôi bâng khuâng tôi mơ phố dài cùng xanh chung lối về số đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi yêu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay bao nhiêu mơ ước đã tan dần cuộc tình đã mơ thật xót xa tôi như chơi bơi trong biển khơi sao em ra đi không quay về để lòng tôi nát tan con tim khô héo trong môi mòn nhạt điều ân ái nay còn đâu thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang cũng coi đã giọt đắng cay thơm tan vào không gian hồn tan vỡ trăng tan đời ngang nghiêng khi tôi trao em linh hồn tôi như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa đầy rối ràng tôi đi lang thang mong tìm em mỗi cơn đau thương thân xa rời mà đường không lối đi đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi với con số 51.570.000 đồng. Đây thực sự là một con số rất là hợp lý để quý bạn đầu tư cho bộ dàn này. Thực sự đây là một bộ dàn mà nó mang cái tính hoàn chỉnh rất là cao. Từ những cái tủ thiết bị để các bạn có thể để gọn cái thiết bị của mình vào. Rồi có cả chân loa để các bạn có thể để loa mà không cần phải để lên kệ TV. Rồi đến chất âm. Chất âm thì với bộ dàn này chúng ta đang được sở hữu một cặp loa hay nhất ở thời điểm hiện tại của Bimby, dòng loa Full Bass 25 CSF1210. Đem lại chất âm vừa uy lực vừa ấm áp mà những dòng loa Bimby thường mang đến cho quý các bạn. Rồi chúng ta có thể trải nghiệm những cái giải âm bass cực kỳ lực khi mà cộng hưởng với một chiếc súp BK Sound SVK815 này. Các bạn có thể chơi những thể loại nhạc DJ, nhạc remix rất là đẳng cấp và tiếng mix rất là ấm áp, trong trẻo bởi bộ mix BCM12G như các bạn vừa được trải nghiệm trong phần test video vừa rồi. Nếu như các bạn yêu thích cái bộ dàn BIMBY06 ngày hôm nay, các bạn có thể để lại số điện thoại trong phần bình luận bên dưới video hoặc gọi điện tới số tổng đài là 19000255 để đặt hàng ngay bộ dàn này. Với bộ dàn BIMBY06 này, các bạn sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn như chúng tôi đã nêu ra, như bộ chân loa 1.3 triệu, một bộ pin sạc trị giá 449.000 đồng và nhiều phần quà đi kèm theo như dây jack. Và nếu như các bạn mà
cần lắp đặt, hỗ trợ lắp đặt thì chúng tôi sẽ lắp đặt cho các bạn trong vòng bán kính 30 km tính từ showroom gần nhất với 11 chi nhánh của Bảo Châu Elect trên toàn quốc. Ngoài ra thì nếu như các bạn có thể mua trả góp cái bộ dàn này qua hai hình thức, đó là thẻ ngân hàng hoặc là các bạn có thể trả góp qua ngân hàng với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elect và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elect sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ.